Trình giang tân danh dân sớ mắc đôi vực hồng chiếu giả nghi nam bình. Hỏi quốc mỹ động đình con vua, hỏi quốc mỹ động đình tam quốc thái tử giang sinh tỷ đền rồng. Đích đích ngồi bài công phúc hòa mạc mình bẩm bảo sinh thanh nề từ chất này song nhà hết tỉnh để tam thịnh mời thái tử để tam vương phi diện bảo tướng lòng nhàn dị thương nghỉ chiến nhang thanh tâm tấu một tuần nhang tấu về thanh thủ các ban các tòa thiên đình địa diêm la địa phủ diêm la thiên đi chốn đó diêm la tấu về cho tới đức vua cha đồng đình một dòng làm chu thoại cùng văn sớ dâng lên tương lai có số dâng lên quan về tấu đôi chép biến dành dành về cho đời vì trường sinh. Hiến diệu thành ván
tờ tiền. Lên đón rước lớn lệ tăng về châu.
dưới sân rộng mở ca suốt chén thiên ngự sở lâu đức vui truyền phán đòi hoàng tử vương quan mài về châu. Đền châu trầm kêu quan về quốc thái dân an, khâm thừa sắc sắc chỉ vua ban sổ sinh số tử liệt hạ quan chúa về. Mùng mọi bề tài tiền mỹ văn võ trong triều đình nào có vương lương thao văn văn võ toàn tài thiên đình thủy phù nào ai có sánh bì. Đức gồm vẹn tung tung sông hoàng mạc bẩm sinh thành tư chấp long nhàn cung thỉnh mời thái tử đệ tam vì phương diện mạo lớn oai nghi dị thường. Hàng tổ đối thiên đình thọ phù sức sức võ thần quy đủ bốn phương uy gia chấp chính vì tương cầm tân đầy mực sửa